Mua nữa hả? Mấy cây, 2 cây phải không? Cho ăn cây luôn đó, tặng cây mắc tiền luôn á, tặng thêm cây giao lưu này nó non. Đây lộc rừng nè anh ơi, cái lộc rừng mới vô nè, bông này lừ khư là bạn thấy không, nhưng mà cái tuổi nó còn non nè, rễ nó cũng vô nè, rễ nó bắt xuống nè ha. Đây đó, lá nhỏ, lá có gân cưa, bông thì nó nhiều lắm, nhưng mà cái bài này nó không ngon bằng. Tủ nó còn non, để em qua bên kia em quay cho anh coi. Hai cây hơi trọng Rồi, em. nay là 2 tây tháng 9 nha, đó cái bầy lộc rừng nè, thì có 2 ông khách ở Bến Tre luôn nè, không lựa không đi ăn lễ về ghé, em cứ lựa đi em. Cái này nó già tuổi hơn bên kia, bên kia có bông mà nó không có đạt bằng, này là đúng ra là gần 2 năm rồi đó. Thì tầm trước vô thôi, trước á mốt thì bứng qua Ừ, không nổi. thì cái từ cũ nè, nuôi nè không. Rồi lấy đi em. Tên gì? Thanh. Thanh ha. Quay gửi cho khách ở Zalo coi. Mấy bên đây tốt hơn nè. Lấy này em lấy 4 cây đi, 4 cây luôn. Lấy đi, cưng lấy đi, cưng qua đây cưng lấy. Anh đâu có ấy đâu. Thích cái nào lấy cái nấy. Tại nhiều khi mình mua cái cây nó già tuổi nó ngon, cũng như con gà mà mới đẻ, chứ con gà nở lâu rồi, con gà nở lâu ngon không. Còn mở lên nhỏ coi cho khách nhỏ quảng cáo luôn nha. Đó thôi, đưa rẻ lên coi, nó thấy ghê không, trời ơi. Ông thấy cái kia bên kia nó non hơn đúng không, nó cái cốt. À, mấy cây, 4 cây hả? Một... Cây lộc rừng này rồi này, cây lục đúng sa nó giống nhiều hơn. Trọng trọng 4 cây hồi nãy nói 2 cây mà. Nãy nói 2 cây mà mua tới 4 cây đằng hả? Rồi linh sam mày nào, linh sam bên đây nhóc nè, siêu bông nè, cái lô này siêu bông. Ừ. Tím năm, bông trắng hoàng năm. Siêu bông 15.000 cây. Nó bài này cũng được, nói chung là lô nào bạn muốn nhổ này, lô này cũng đẹp đó nè, muốn nhổ nào nhổ, tôi quay lên tôi bán hàng luôn. Lô đó tên 5 tuổi đó, hai cây, 3 cây, 15.000 cây nha, 4 cây. Cây này quá dễ nuôi rồi, coi chừng gai nha em. Anh gãi voi vô chứ không có gì, voi á nó khử sát tùng nè, cái đường nè. 5 cây tán hồng đây. Để đó riêng, lát anh lấy xe, anh xe cho. Đầu tiên nào giờ chưa có làm cái video nào mà bán hàng như thế này đây luôn á. Đó. Test luôn. Quay đi lát rồi tôi bớt tôi tặng cho. Đừng đòi như ca sĩ là chết tôi ạ. Đó. Đây bên đây nữa là cưng. Nó nguyên cái dãy này tới 50 ngàn, hết cái nào già lấy à. Bự ghê ha, bự không, nhánh chiếc gì là đạt không, 20.000 nha, 86 là bên kia đủ phải không, 86 đi vòng, đi đi vòng chơi qua bên kia. Đây đây cũng siêu bông nè, nó tước mặt cũng siêu bông, tên đê cũng siêu bông đó, tên đê đó. Ừ, tắn 2 màu nè, đây tắn 2 màu đây, có lấy cây nào lấy 20.000 cây. Cái này mà không lấy ha. Tới luôn. 86 cái lô này là anh hởm anh bỏ nè. Này cái lô này là 86 rồi, nhưng mà lấy lô kia lô này anh hởm anh em bỏ bớt, còn cái nào đẹp anh lấy. Thường thường cây nào đạt mới giao cho ta không à. Này mai chú Phỉ. Hôm nay có coi mấy cây mai này không? Có mai đó. Đã ghê không?
86 tới cửa giường á. Đây. Hôm nay mình có em khách cũng chắc giờ cũng cả 12 giờ đứng bóng rồi, bà con mình đây, đứng bóng luôn nè. Đi mua kiển nha. Mua ổi không? Mua ổi không? Đây đây lô, đằng đó lô, lại lấy lô đó đi. Rồi có mua lên xem hồng không? Mấy tái đó. Làm sao đây? Đi giáp vòng mới mua được. Bên đó mới vô, bên đây là vô lâu rồi. Cây nào ưng cứ lấy. Cây nó không bằng siêu bông ha. Canh 12 giờ luôn. Em lựa là em lựa cái nào xanh em lấy. Dáng nó cũng tương tự, ví dụ như chớp cái đầu là nào xanh cứ lấy trước. Ừ nó đúng rồi, chớp cái đầu xanh cứ lấy, xanh cứ lấy là cái đó là ấy. Chứ thường thường cái giống nó gần giống nhau. Thích bự lấy bự vậy đó. Bên đây là linh sam hồng nha bà con mình. Sam hồng này nhỏ tuổi, sam hồng lớn tuổi bên kia. Con này là chưa ra nắng nè. Đủ chưa? Rồi ha, vậy kết thúc video tại đây nha. Rồi. Mua nữa hả? Mấy cây, hai cây phải không? Cho ăn cây luôn đó. Tặng cây mắc tiền luôn á. Tặng thêm cây giao lưu. Cho thêm cây nữa, lựa đi. Quá ngon không? Bằng cây lục rừng rồi. Em có mười mấy ngàn cây lên sam hồng. Cái đó cũng như tiền mà lên với déo đó nha. Bỏ anh xe. Rồi cái gì nữa không? Không không, đặng biết tắt với déo. Rồi bà con mình có mua ủng hộ em nha. Nhà vườn em có 4-5 giống lên sam nè. Anh chị mình không có muốn mua xa thì lại nhà mua. Đây có hai người em mới ở trên YouTube xuống mua nè. Mua nữa hả? Mấy cây, hai cây phải không? Cho ăn cây luôn đó. Tặng cây mắc tiền luôn á. Tặng thêm cây giao lưu. Cho thêm cây nữa, lựa đi. Quá ngon không? Bằng cây lục rừng rồi. Em có mười mấy ngàn cây lên sam hồng. Cái đó cũng như tiền mà lên với déo đó nha. Bỏ anh xe. Rồi cái gì nữa không? Không không, đặng biết tắt cô déo. Rồi bà con mình có mua ủng hộ em nha. Nhà vườn em có 4-5 giống linh sam nè. Anh chị mình không có muốn mua xa thì lại nhà mua. Đây có hai người em mới ở trên YouTube xuống mua nè.